Hi, xin chào các bạn. Nay mình làm món vịt nấu chao các bạn ơi. Bạn cùng theo dõi mình nha. Mình phi sả với gừng nha bạn. Sả gừng với hành. Sả gừng với hành mình phi lên các bạn. Phi vàng mình cho vịt xiên nhỏ vào các bạn. Rồi mình cho chao vào luôn. Chao vào thời cho thấm các bạn ơi. Đây các bạn. Cái lẩu này 4 người ăn mình cho cỡ 2 muỗng chao các bạn. Một tí nước. Đây là mình nấu chao không luôn, mình không có bỏ gia vị mặn khác nha bạn nha. Rồi mình xào lên cho săn các bạn ơi. Ba muỗng đường các bạn. Một, hai, ba. Em hứng cái chai vô cái đó luôn á, đổ đại múc ra rồi hứng vô đó đó. Cho một tí màu hạt điều nha các bạn. Đây, cho nó có màu rồi đẹp. Mình cho ba vá nước vô. Nó săn lại mình cho ba vá nước vô. Một cái ly lên. Bỏ tí xíu bột ngọt vô bạn. Theo mình cho môn sáp đã gọt vỏ cho vào luôn các bạn nha. Rồi nó sôi lên nó thấm một tí là được. Sôi các bạn mình vớt bọt nha các bạn. Vớt bọt cái mình cho ra nồi thôi.